nhằm giúp học sinh và người xem vừa có những khoảnh khắc thư giãn, vừa có thêm kiến thức sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Sáng nay, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Điện lực Thành phố tổ chức lễ ra mắt chương trình giải trí truyền hình với tên gọi Kilowatt, học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Chương trình là sân chơi dành cho các em học sinh lớp 8 và 9 với các nội dung xoay quanh hoạt động tiết kiệm năng lượng, giáo dục toàn diện và phát triển môi trường xanh. 24 trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia chương trình này. Mỗi chương trình phát sóng sẽ có 3 đội tham gia, mỗi đội 2 thành viên, các đội trải qua 3 vòng thi. Quá trình mà chơi game thì ban đầu em cũng cảm thấy hơi lo lắng một xíu. Dạ, tại vì lúc mà trong cái buổi training thì em thấy có rất là nhiều nội dung cũng như là rất là nhiều trò chơi. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà bước vào chơi rồi thì em cảm thấy rất là vui, rất là thú vị luôn. Trò chơi cũng rất là đa dạng và kiểu nhiều lối chơi, ví dụ như là ngoài việc là các câu trắc nghiệm thì còn có tính toán nữa. Nhưng mà khi chơi em rất là vui bởi vì em có những người đồng đội rất là ăn ý, và đặc biệt hơn nữa là em được tận hưởng rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Những cái chương trình như thế này nó sẽ mang lại cho các bạn trẻ những cái sự hiểu biết thêm nhiều, những cái kiến thức mới cũng như là những cái thông tin bổ ích, có một cái sân chơi lành mạnh. Nhưng mà em sẽ mong chờ là cái phần thi của trường em sẽ là một cái phần thi có thể nói là bùng nổ nhất, và có thể mang đến cho quý vị khán giả xem chương trình những cái thông tin hoặc là những cái cách thức mà có thể sử dụng được điện tiết kiệm an toàn. Chúng tôi nghĩ rằng với cái cách làm rất là nhẹ nhàng, trẻ trung và rất là hấp dẫn thì sẽ được cái sự tham gia rất nhiều của các cái cháu học sinh các cái trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình là cái dịp để các cái trường có thể tuyên truyền mạnh mẽ hơn cái công tác tiết kiệm điện trong khối trường học. Và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chúng tôi cũng đặt một cái mục tiêu là tuyên truyền nhiều hơn về công tác tiết kiệm điện trong các trường học để tạo cái sự lan tỏa trong cộng đồng và xã hội. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ chung tay chung sức để góp phần đào tạo bồi dưỡng một cái lớp công dân mới sống có trách nhiệm với xã hội, với môi trường. Thông qua chương trình Kilowatt, học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực Thành phố kỳ vọng sẽ lan tỏa đến các học sinh thế hệ tương lai của đất nước tinh thần tiết kiệm khi sử dụng các nguồn năng lượng. Chương trình Kilowatt, học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm được phát sóng lúc 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 từ ngày 28 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.